Vâng tiếp tục chúng ta sẽ trình bày một số những cái kinh nghiệm và nguyên tắc đầu tư trong tiền kỹ thuật số và đây là những nguyên tắc đầu tư tài chính nói chung và tiền kỹ thuật số nói riêng và tôi xin phép nói rằng là đây là những nguyên tắc căn bản và các bạn áp dụng hay không áp dụng là do khẩu vị do thói quen và do quan điểm phù hợp hay không phù hợp được chưa ạ Vâng thì phần này thì tôi sẽ trình bày về kỹ thuật đầu tư theo cái những cách đầu tư khác nhau đúng không ạ À, có người thì sẽ chuyên mua coi ico à, có người thì sẽ làm gì ạ à, mua coi thuần coi thanh khoản coi tốt đúng không ạ có người thì chơi chiến lược dài hạn à, có người thì chơi à, chuyên chơi các đồng ăn coi rác đúng không ạ à, có người thì à, chuyên là gì ạ? À, mua ico đúng không có người thì thích chết à, mua đi bán lại chết à, thường xuyên ngày nào cũng phải khớp vài lệnh nhưng có người thì lại chỉ một tuần khớp một hai lệnh thôi thì tôi nhận thấy rằng là ví dụ như là các bạn để ý xem Bitcoin là trong một tuần là nó sẽ có những cái xu hướng à nó lên xuống khoảng 10 15%. Vậy mình xác định là ví dụ nó xuống độ 9.000 mình mua, nó xác định 10.000 lên mình bán, mình không cần quá tâm quan tâm đến quá nhiều lệnh. Một tuần mình chỉ cần vào một đến hai lệnh là mình có thể ngon. Và như vậy một tháng mình khớp khoảng bốn lệnh, mỗi lệnh mình được khoảng 5% một tháng mình được 20%, 30% tôi nghĩ đã là quá tuyệt vời rồi một năm bạn nhân như thế bạn được 300% x3 tài khoản. À, tất nhiên đấy là quan điểm của tôi, đúng không ạ? Có người thì cứ cố gắng mua đi bán lại, mua đi bán lại rất thường xuyên và sau đó thì quay ra là mình cũng chẳng thấy còn cái gì cả. Đúng không ạ? Vì nhất là khi thị trường coi đi xuống mà nếu mà mua đi bán lại theo đơn thuần mà không đánh margin, không cho sàn lending đúng không ạ? Không vay của sàn cũng không cho sàn vay thì chỉ đơn giản là mua đi bán lại thì lúc nào bạn cũng phải đợi là coi xuống mua và coi lên mới bán như vậy cái cái thời gian chết của bạn cũng rất là nhiều đấy thế rồi thì bạn có những người là chiến lược là chơi gì à, giữ coi hâu coi dài hạn đúng không ạ hâu coi dài hạn đấy, thì họ có thể mua các đồng coi tốt hoặc là mua cả những cái đồng an coi à, dự kiến nó sẽ pump đúng không ạ hoặc là mua những cái đồng à, ico để dự kiến nó pump lên đúng không ạ để bán đấy. thì chiến lược chơi tốt coi cũng là một trong những chiến lược chơi tốt À, và có những người người ta chỉ chơi một cặp đồng đấy là à, đồng bitcoin và đồng usdt tức là bit xuống thì à, sang usdt à, lúc nào à, à, dùng xuống nữa dùng usdt lại mua bit vào à, lúc nào lên thì bán ra bán ra xong bắt đầu lấy tiền lại vào đồng usdt để đấy thì sắp tới thị trường Việt Nam nó sẽ có thêm một đồng nữa có tên là đồng vndc à, đây chính là đồng Việt Nam đồng coin tức là À, quy ước à, tương đương với à, đồng à, Việt Nam đồng Tức là một VNDC thì bằng một Việt Nam đồng Đây chính là một cái phiên bản gọi là USDT à, của bản thế giới Cho cái bản tiền Việt của người Việt Thì hiện nay cái dự án của VNDC à, đã được ra đời và đã được chính thức công bố rồi Thì tôi cũng là một trong những cái nhà đầu tư của dự án này Thì à, các bạn nếu các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể tham khảo à, Đây là một cái mô hình cũng rất là thú vị được chưa ạ? Vâng thì tôi sẽ có một cái video nói về à, à, cái đồng VNDC sau à, trong cái video khác nha vâng thế rồi thì có những người thì lại không thích chơi trọt gì cả thì có người là người ta thích ủy thác đúng không ạ cứ gửi tiền gửi tiền lại chơi xong nhận lãi à, thế rồi thì à, có người thì lại thích mua châu cày đúng không ạ mua các cái máy về để đào bitcoin đào ethereum rồi thì đào những cái đồng tiền mà có thể là đào được đúng không ạ À, có người thì lại thích làm hệ thống chuyên bán buôn chuyên bán lẻ các đồng coi à, phát triển những cái sàn giao dịch môi giới các sàn giao dịch đúng không ạ đấy thì có người thì lại thích à, phát hành các đồng coi riêng đúng không ạ ví dụ như là họ cũng có thể đẻ ra một cái dự án ICO của riêng mình để kiếm tiền à, đấy cũng vẽ ra là à, ICO ví dụ như là ICO một cái giải pháp thanh toán cho những người đi máy bay giải pháp thanh toán cho những người chơi coi giải pháp thanh toán cho những người uh, chơi chứng khoán đúng không ạ à, giải pháp thanh toán cho những người uh, đi uh, làm răng đi spa rồi giải pháp thanh toán cho những người uh, đi ô tô uh, ca coi rồi thì uh, bất động sản thì landing coi cái gì gì đó rất là nhiều Green, uh, green estate coi đúng không ạ à, Rồi thì sắp tới kể cả nó có những cái đồng coi mà của những hãng lớn rất rất có thể như là facebook đúng không ạ à, rồi thì telegram rồi thì amazon họ cũng sẽ ra những cái đồng coi của riêng mình đó đấy là cái cách mà các bạn có thể làm được đúng không ạ à, các bạn có thể mua những cái đồng coi ico quốc tế mà có hệ sinh thái tốt đúng không ạ à, hiện nay thì thậm chí cả những cái đồng coi chính phủ nó cũng sẽ có thể ra đời đúng không ạ à, thế thì đó chính là một số những cái lời khuyên Thế còn cụ thể ví dụ như là các bạn mà à, tự đánh hoặc là ủy thác đúng không? Thì tôi thấy tôi nói chuyện với rất nhiều các nhà đầu tư thì hầu như họ rất thích tự đánh, tự đánh và họ không có kinh nghiệm họ đánh thì họ mất tiền rất nhiều và tôi thấy rằng là tỷ lệ ước tính và ước tính tham khảo thôi nó khoảng 70% các nhà đầu tư là mất tiền có 30% các nhà đầu tư là chiến thắng thôi đúng không ạ tiền nó sẽ chảy từ túi người này sang túi người kia chảy từ túi người mất sang túi người được chảy từ túi người rốt sang túi người khôn Đấy, thế thì nếu như bạn chưa tự tin tự đánh thì hãy uh, chơi demo đúng không ạ và hãy ủy thác trước đấy, hoặc là bạn tham gia phát triển hệ thống trước bởi vì chơi thì có thể thắng và thua còn phát triển hệ thống và ủy thác thì không bao giờ thua đúng không ạ thì bởi vì mình luôn luôn nhận được tiền hoa hồng ủy thác và luôn luôn nhận được tiền hoa hồng bán hàng đó là cái cách mà chúng ta có thể tham khảo đấy Thế khi mà chúng ta tự chơi thì chúng ta phải học cách mua bán lệnh mơ duyên phân tích kỹ thuật thì toàn bộ video này là hướng tới điều đó đúng không ạ chúng ta cũng phải quản trị được vốn tăng vốn đúng không ạ à, quản trị vốn thì tôi sẽ có một cái bài riêng Đấy. thế còn nếu không thì chúng ta ủy thác tức là chúng ta xem xét một cái sàn tốt à, như là vndc vndf hoặc là à, financial Org, hoặc là sắp tới là những cái sàn khác nữa mà À, chúng tôi đang đàm phán với bên à, các nhà đầu tư của Nhật, đúng không ạ? À, có một cái sàn của Nhật, chúng tôi sẽ đưa về. OK. À, thế thì chúng ta sẽ à, đưa tiền cho các cái đội chuyên nghiệp có kiến thức, có kinh nghiệm, có tài chính và có cái, à, sự tin tưởng nhất định về mặt thương hiệu, đúng không ạ? À, chúng ta sẽ ăn chia lợi nhuận với các cái đội đó à, thông qua các cái sàn giao dịch hoặc là thông qua cái mô hình hoặc là đưa người đưa cho một người nào đó cũng được. Thì đấy là cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ à, lựa chọn để chúng ta đầu tư các cái đồng coi chưa ạ và tiếp tục làm à, chúng ta cũng uh, dựa trên một số các nguyên tắc rất là quan trọng nữa đó là gì à, khi mà chúng ta mà mới chơi hoặc là chưa chơi thì chúng ta không nên mua vội vã nhá à, không nghe suy dại không nghe suy dại nhá hãy dùng kiến thức và sự trải nghiệm của chúng ta để đầu tư à, chúng ta tìm hiểu về đồng coi xem nó lên giá xuống giá như thế nào một tháng trước, một, ba tháng trước, một năm trước, đúng không? Một tuần trước, hãy nghiên cứu thật kỹ trước khi mua. À, lời khuyên của tôi là hãy theo dõi một cái đồng coi, hai cái đồng coi mà mình định mua à, liên tục trong một tuần, liên tục trong một tuần từ từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối liên tục 24 giờ một ngày, 60 mươi phút à, trên giờ và 7 ngày trên tuần nghiên cứu. Sau đó thì mình mới à, quyết định là mua hay không mua mua giá nào thời điểm nào thì mua được chưa ạ? nhớ là chúng ta không nghe xui dại. Ôi anh anh Phan Anh nói rất nhiều mô hình hay lắm đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh. À, hãy tư duy tích cực là cảm ơn anh anh đã chia sẻ nhưng mà em sẽ tìm hiểu. Thế nhưng mà khi tìm hiểu rồi, tìm hiểu quyết liệt nghiêm túc, đúng không ạ? thấy tốt là phải vào ngay. Bởi vì nguyên tắc trong tài chính là dạng bạn phải đầu tư càng sớm càng tốt trong các sân tài chính. Bạn đi càng sớm thì rủi ro về mặt mất tiền của bạn càng thấp Tôi không nói là sẽ không mất tiền Nhưng tôi nói là rủi ro mất tiền của bạn càng thấp Có đúng không ạ? Vâng Các khoản đầu tư luôn luôn có nguy cơ về mất tiền Có đúng không? Thế rồi thì à, chúng ta sẽ phải mua à, theo nguyên tắc bình quân hóa à, giá Được chưa ạ? Nguyên tắc bình quân hóa giá là như thế nào? Và đặc biệt là à, chúng ta sẽ mua theo một phương thức là à, mua giải lệnh Đấy Ví dụ bây giờ hôm nay bạn mua lỡ mua Bitcoin 17.000 rồi. Thế mai nó xuống 16.000 bạn lại mua thêm, đúng không ạ? Ngày kia nó xuống 15.000 bạn lại mua thêm. À, ngày kia nó xuống 14.000 bạn lại mua thêm. Vậy tổng của bạn là bạn chia bình quân ra nó là 15.000. Thì bạn bình quân hóa cái giá mà bạn đã mua. Nếu bạn mua 17.000 mà bạn không mua nữa, đúng không ạ? Thì bạn sẽ mãi ở 17.000 và bây giờ nó xuống 12.000 nó không thể lên được. Thì nó xuống, nó xuống, nó xuống vậy bạn vẫn tiếp tục mua vẫn tiếp tục mua thì nó sẽ bình quân hóa giá và nó sẽ thấp dần và đợi nó lên cái mức mà trên này thì bạn sẽ có thể bán được hòa vốn còn hơn là bạn lỗ tất nhiên nếu bạn tiếp tục mua tiếp tục mua tiếp tục mua tiếp tục mua và hết tiền và đồng coi vẫn đi xuống thì xin lỗi là quá đen đúng không ạ thì lúc đấy bạn lại không theo đuổi chiến lược bình quân hóa giá xuống nữa mà lúc đấy bạn sẽ, sẽ theo đuổi chiến lược cắt lỗ đúng không ạ bạn sẽ theo đuổi chiến lược cắt lỗ nhanh đúng không ạ ví dụ đồng coi mà nó xuống mà bạn không kiểm soát được, mất 5% 10% phát là cắt luôn. Đấy, rút tiền ra, để lúc nào nó xuống, nó xuống thì mình lại vào tiền, mình mua. Chứ không phải là mình cứ mua bình quân hóa xuống thì nó có một cái nguyên tắc là có bình quân hóa xuống này, nguyên tắc cắt lỗ 5% 10% này, đúng không ạ? Chốt lời 5% 10% cứ lên là từng đó là bán, cứ lên là bán, không đợi, đúng không ạ? Rất kỷ luật, rất kỷ luật, kỷ luật thép luôn. Đấy, thì À, chúng ta phải bảo toàn vốn được chưa ạ còn nếu chúng ta cứ xuống xuống nếu chúng ta còn tiền thì chúng ta sẽ mua theo diện là cứ mua xuống như vậy và một cái lời khuyên cao cấp hơn của cái nguyên tắc bình quân hóa giá đấy là gì mình sẽ không bình quân hóa giá khi mà giá đi xuống tức là ví dụ mình nhìn thấy bitcoin đang xuống đang là 11 ngàn nó vẫn xuống 10 ngàn rưỡi xuống 10 000 xuống 9 ngàn rưỡi nó vẫn xuống đừng mua hãy nhìn vào tín hiệu nó bắt đầu lên phát thì mới mua tất nhiên mua như thế mua như thế thì mình sẽ an toàn hơn nhưng đổi lại thì mình sẽ lại làm gì ạ à, lợi nhuận của mình sẽ thấp hơn ví dụ mình cứ thấy nó xuống cứ thấy nó xuống xuống và mình bắt đầu thấy nến xanh phát là mình lại mua thì lúc vậy mình có cảm giác rằng đấy đã là đáy rồi bởi vì trong thị trường coi thì không bao giờ có chuyện là mình sẽ bắt được đúng đỉnh bắt được đúng đáy đúng không ạ khó lắm không bắt được đúng đỉnh đúng đáy đâu không có nguyên tắc đấy đâu nhưng nếu mà mình cứ làm theo các nguyên tắc mà mình thành công Thì mình sẽ làm được, được chứ? Nhất là bình quân hóa giá này Không mua khi giá xuống này Rồi thì cắt lỗ khi mà giá xuống quá sâu này Cứ 5% 10% cắt lỗ luôn Quan trọng là bảo toàn vốn đúng không ạ Thế thì tương tự như thế thì nó cũng sẽ có những cái nguyên tắc là Lợi nhuận tối đa và lợi nhuận tối thiểu Thua lỗ tối đa và thua lỗ tối thiểu Với mỗi một đồng coi Với mỗi một đồng coi thì bạn hãy đặt ra mục tiêu cho mình trong mỗi một lệnh đúng không ạ ví dụ à lỗ tối đa là bao nhiêu thì bạn có thể à, sẽ phải bán lỗ tối thiểu bao nhiêu thì bạn sẽ bắt đầu bán bạn hãy đề ra cái mức đó à, lãi tối đa bao nhiêu thì bạn sẽ bán và lãi tối thiểu bao nhiêu thì bạn sẽ bắt đầu bán thì cái này mỗi một đồng quan mỗi một lệnh bạn sẽ đặt ra và cứ rơi vào cái vùng mua vùng bán do bạn thiết lập là bạn chơi Đấy, rồi bạn lại tiếp tục tưởng tượng ra nếu như nó đi xuống mà mình chưa kịp bán thì mình phải tiếp tục lệnh như thế nào mua vào nữa để bình quân hóa hay không hay là mình lại bán để cắt lỗ đúng không ạ nên nó chỉ có từng đó cái quan điểm thôi còn nếu mà trong một thị trường nó tiếp tục đi xuống đi xuống đi xuống nữa thì mình vẫn có thể kiếm lời được bằng cách mình đánh margin mình đánh lệnh bán khống đúng không ạ mình đánh lệnh mua khống đấy tức là mình bán tại thời điểm này đúng không ạ và thị trường nó đi xuống tiếp thì mình sẽ dùng cái tiền của sàn đúng không ạ À, mình sẽ lại trả cho cho cái đồng của sàn vào cái thời điểm mà nó xuống ví dụ bây giờ mình đang nghĩ là đang đồng hôm nay bitcoin đang là chín rưỡi mình nghĩ là nó sẽ xuống tám nghìn rưỡi thì ngay bây giờ mình sẽ bán luôn đấy mình sẽ bán luôn mà mình vay sàn mình bán thì như vậy mình sẽ bán gấp 3 lần hoặc là gấp hai lần cái số à, đồng coin mà mình đang có và đợi nó xuống thì mình bắt đầu lại dùng tiền của sàn mình mua vào mình trả lại cho sàn như vậy mình vẫn lãi rất nhiều đấy gọi là phương thức là là mua khống bán khống hay còn gọi là mặc zin hay là à, dùng các cái lệnh stop limit stop loss đúng không ạ thì tôi đã có một trình bày cơ bản rồi tùy việc là các bạn chơi trên polo bitcoin binance như thế nào ok coin hay là à, hobby vân vân được chưa ạ một cái nguyên tắc nữa à, tôi cũng muốn trình bày với các bạn đó là nguyên tắc đa dạng hóa à, giỏ hàng hóa để chạm tức là khi mình đầu tư thì mình không nên bỏ trứng vào một giỏ đấy À, ví dụ như mình chơi bitcoin, <laughs> mình có thể chơi thêm ripple, chơi thêm eth, chơi thêm Ancoin khác những cái đồng coin rác đúng không ạ? Hay là trong một cái khoản đầu tư của mình là có độ à, à, một tỷ đúng không ạ? thì à, từng này mình sẽ chơi bitcoin, từng này mình sẽ chơi Ancoin, từng này mình sẽ chơi ico, từng này mình sẽ chơi lướt, từng này mình sẽ chơi dài hạn đấy là à, nguyên tắc gọi là đa dạng hóa giỏ hàng hóa và đa dạng hóa các cái à, chiến lược về giữ coin, đánh coin đúng không ạ? Mình phải đa dạng hóa và mỗi một cái giỏ hàng hóa của mình, mình có target rõ ràng Giỏ này mua, bao giờ bán, lãi suất như thế nào Mình phải theo dõi bằng phần mềm ở trên sàn hoặc là bằng Excel mình theo dõi đấy, Bởi vì công việc của mình là nhà đầu tư mà chỉ ăn rồi theo dõi các cái giỏ hàng hóa của mình thôi Đúng không? Cái nguyên tắc nữa, đấy là nguyên tắc đa dạng hóa các loại hình đầu tư Thì phía trước tôi đã trình bày về rất nhiều các loại, đồ, loại hình đầu tư rồi à, Tự đánh, tự ủy thác, làm hệ thống, buôn bán Đúng không ạ? À, rồi thì chơi uh, coi chơi chứng khoán Mỹ chơi chứng khoán Việt chơi bất động sản vân vân mình có thể không giỏi được tất cả nhưng mà uh, mình có thể là lựa chọn đa dạng hóa các loại hình đầu tư trong một thị trường coi hoặc là trong nhiều thị trường mình muốn được chưa và và mình cũng sẽ làm gì ạ đặc biệt là quan tâm đến các cái tin tức uh, về vấn đề về pháp lý và các tin tức của chính phủ tin tức liên quan đến các sàn uh, coi liên quan đến À, các đồng coi liên quan đến à, những cái người nổi tiếng mà người ta cầm nhiều coi. Bởi vì ví dụ như là à, chính phủ Nhật người ta ra một cái quyết định đóng cửa các sàn một cái thì giá coi giảm thê thảm. Nhưng mà chính phủ Nhật người ta ra một cái quyết định là tôi công nhận đúng không ạ là chơi coi là hợp pháp và à, chúng tôi sẽ có mọi hỗ trợ để cho các bạn chơi giá đồng coi sẽ đi lên. Đấy. Ví dụ chính phủ Trung Quốc đúng không ạ à, đưa ra là sẽ dạ, Trung Quốc sẽ siết chặt cái việc là quản lý các nhà đầu tư hay giá đồng coi lại đi xuống thì mình nghe những cái tin như thế để mình biết nó đi xuống à mình bán ngay để đợi nó xuống mình mua đúng không ạ đấy ý tôi là như vậy hoặc là một cái sàn a sàn b nào đấy bị hack rồi một cái nhà đầu tư nào đấy bán ra 100.000 coi bán ra 200.000 coi vân 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 thì những cái tin như vậy đó là một cái thị trường tin đồn cho nên là chúng ta cần phải biết những cái tin chính thức à, chúng ta vào những cái trang bloomberg đúng không ạ nó có có, có uh, diễn đàn về coi rồi thì những cái trang như là CCn đúng không ạ hay là các kênh telegram uy tín hoặc là Twitter nhưng hãy nhớ là chọn những kênh uy tín để cho ạ chọn những cái kênh uy tín tốt thì chúng ta mới uh, chơi được uh, chúng ta phải học phân tích kỹ thuật đúng không ạ các chỉ số cơ bản tôi đã hướng dẫn và chúng ta phải tự nâng cao hơn nữa đọc hiểu các biểu đồ uh, dự đoán giá cả trong ngắn hạn trong trung hạn trong dài hạn ngắn hạn để lướt sóng trung hạn để À, có lệnh mua và bán ra cho phù hợp dài hạn để chúng ta có chiến lược giữ đúng ạ và chiến lược xả cho phù hợp Đấy, chúng ta phải xác định được các vùng mua điểm mua các cái vùng bán điểm bán trong à, thị trường coi của chúng ta à, phân tích đó để giúp chúng ta có thêm các thông tin hãy nhớ rằng là phân tích kỹ thuật thì nó không bao giờ đúng hết nó không bao giờ đúng hết nhưng nó cho chúng ta có những cái chỉ số để giúp chúng ta có thể là à, hiểu được hơn về cái thị trường của chúng ta đúng không ạ và chúng ta uh, có thể làm uh, cái cái giúp cho chúng ta uh, ra được các quyết định uh, tốt hơn nữa đúng không ạ vâng thì chúng ta phân tích kỹ thuật thì chúng ta tôi đã hướng dẫn rất nhiều các cái chỉ số rồi đúng không ạ uh, ví dụ như là đồng nào là đồng coi giá trị coi đào coi nền tảng coi thanh khoản coi khối lượng lớn có giá trị giao dịch hàng ngày cao hay thấp đúng không ạ lượng mua vào như thế nào chơi trên những sàn nào bao nhiêu tỷ lệ phần trăm À, xem xét kỹ biểu đồ 30 phút biểu đồ 1 giờ biểu đồ 4 giờ biểu đồ 8 giờ biểu đồ một ngày biểu đồ tuần biểu đồ tháng à, theo dõi rất kỹ các tin tức đúng không ạ Thế rồi thì à, chúng ta sẽ cần phải à, gia nhập các cái nhóm đó để chúng ta học thậm chí chúng ta phải bỏ tiền để dạy, mua các cái gói đầu tư hoặc là gói à, kèo hiện nay trên thị trường nó có rất nhiều cái đội nó bán kèo kèo tức là mua con này giá này và giờ này bán mua con này giá này giờ này bán bán con này giá này giờ này bán đúng không kiểu kiểu như thế thì chúng ta mua những cái kèo như vậy để chúng ta nếu mà chúng ta theo ba bốn năm kèo chúng ta thấy đúng thì chúng ta theo còn chúng ta thấy không đúng thì chúng ta rút đúng không ạ à, chúng ta cũng hết sức cẩn thận với việc mua đáy và bán đỉnh đúng không ạ bởi vì chúng ta có thể là gì ạ? có thể bị thủng đáy và có thể bị đu đỉnh Đặc biệt là có những người mới chơi là bao giờ cũng nhìn thấy một cái đồng coi nó xanh ngút, ngờ, ngút ngàn lên Thì bắt đầu vào vì nó nghĩ là nó lên Nhưng mà nó không lên ạ Nguyên tắc là uh, sau khi nó lên thì nó lại phải xuống Mà sau khi nó xuống nó phải là lên Thị trường nó luôn luôn là như vậy Nhưng vấn đề là bao giờ khi nào mà thôi Đúng không ạ? Thị trường bao giờ khi nào mà thôi Thế cho nên là khi mới đầu mà tôi mới chơi Tôi vào tôi nhìn thấy úi, rất nhiều đồng nó tăng 30% 20% Phê muốn mua cái đồng đấy nhưng đấy là cái đấy là cái kinh nghiệm của người mới và người ta phải nhìn vào một đồng là dẹp nó cứ bình, bình 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 này một thời gian dài đúng không ạ nó lên một cái nó đi xuống một thời gian dài vậy bao nhiêu lâu 3 tháng hay 6 tháng rồi nó chưa lên đúng không ạ để làm gì để mình biết khi nào nó lên thì mình mua nó biết khi nào lên thì mình mua đấy là cái rất tốt nha mình mà nhìn thấy một cái đồng coi mà mình theo dõi nào nó cứ bình bình này nó lên sau lại bình bình như này nó lại lên bình bình lên thì mình sẽ đoán được là à ba tháng vừa rồi đồng này không nên vậy mình có thể mua được và mình ngồi mình dình nó lên là mình bán là mình có thể 50 70 phần hoặc thậm chí x2 x3 tài khoản rất là đơn giản đúng không Đấy là cái phương thức đấy là phương thức còn trong nguyên tắc về coi tôi đã nói rồi là không có đáy và cũng không có đỉnh bạn bắt được đáy này thì có thể lại xuống đáy nữa bạn bắt được đỉnh này nó có thể lên đỉnh nữa thì cái đấy cũng rất là khó Nhưng phân tích kỹ thuật có thể giúp cho các bạn có thêm các thông tin Để đoán được trong thời gian ngắn Nếu như các bạn phân tích được một đồng coi trong vòng 24 giờ thôi Tức là bạn dự đoán được nó lên hoặc xuống Trong vòng 24 giờ thôi là bạn đã rất giàu có rồi Vì lúc đấy bạn chỉ cần đầu giờ bạn mua Cuối giờ bạn bán là rất ngon Đúng không ạ? Chúng ta cũng hết sức cẩn thận với việc lên giá vù vù của những cái đồng coi rác đúng không ạ? trong thị trường có rất nhiều các đồng coi rác cái loại ở mãi dưới 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 đấy nó có thể tăng lên 30 lần trong một ngày 50 lần trong một ngày 3 lần 5 lần trong một ngày một hai lần trong một ngày rất là thường xuyên đấy, thì cái đồng coi như vậy là đồng coi bị thổi giá hoặc là hay còn gọi là bị cá mập cắn đúng không ạ Vâng và rất có thể những cái nhà đầu tư khờ khạo nhìn thấy là sẽ mua thì sẽ chết nhưng mà những cái đồng mà nó lên vù vù như thế xong bắt đầu nó xuống thảm hại thì bắt đầu mua vào đợi nó sẽ lên phát đúng ngày nó lên thì khi ngày nó lên thì mình bán nhưng bán như thế nào cũng phải là nghệ thuật đúng không ạ mình dự đoán là nó lên khoảng 3 lần thì hai lần là đã bán rồi ăn non thôi đúng không ăn già là sẽ chết trên thị trường đấy đừng có đùa đúng không đấy. À, nguyên tắc nữa trong đầu tư coi đấy là thời điểm thời điểm và thời điểm thời điểm rất quan trọng chơi một sàn tài chính chơi một đồng coi chơi bất kỳ một cái loại tài chính nào Đặc biệt là trong thị trường ngày nay thì thời điểm là rất quan trọng Nếu như mọi thứ đều như nhau thì vào càng sớm càng tốt nha. Đấy, Còn thời điểm vào chính là cái lúc mình đầu tư, mình khớp lệnh Thì vào càng sớm thì cái rủi ro nó càng thấp Ví dụ như là mình nhìn thấy là một cái đồng coi này lộ trình tăng giá của nó như này Nhất là coi ICO Thì mình vào càng sớm thì rủi ro của mình sẽ thấp hơn cái thằng nó vào sau Thứ nhất thằng vào sau là nó phải mua coi giá cao Và thứ hai là cái thằng đấy nó đang trả tiền cho những thằng trước Rất có thể mô hình nó là như thế Thế mình vào trước 3 tháng mình ăn xong rồi rút ra Nhưng nhớ nhá Ăn xong rồi, ăn ngon rồi là rút ra Không vào nữa Người Việt mình rất hay làm theo kiểu là dẹo dạ. Đầu tiên, thời điểm vào là đúng rồi Vào một tí Thấy nó trả lãi đều, trả lãi đều Sau đó là dùng cả gốc lẫn lãi Vào tiếp Thế là bắt đầu mất hết Đúng không ạ? Đúng là như thế Vào xong rồi Vào xong rồi, lãi xong rồi Rút được gốc rồi bắt đầu dùng lãi để chơi trên lãi Chứ không được dùng gốc để chơi thêm Cũng không được dùng cả lãi lẫn gốc để chơi Mà nguyên tắc là lãi sinh lãi Lãi chơi lãi Lãi đẻ lãi Được chưa ạ? Cứ bảo toàn gốc đi đã Đấy, Thế còn cái tiền gốc mình nhận về thì mình làm sao? Mình có thể đi gửi các quỹ khác An toàn hơn, lợi nhuận thấp hơn Được chưa ạ? Mình hãy làm như vậy Đấy Và Mình phải hết sức thận trọng với những cái đồng coi uh, uh, rác, đồng coi uh, Uh, mờ đúng không ạ các đồng coin không giá trị các đồng coin mà uh, đẻ ra để kiếm tiền của các nhà đầu tư được chưa ạ vâng thế thì đây là lại tiếp tục là một số cái kinh nghiệm đầu tư uh, cái video này là một video tiếp theo uh, trong phần thứ hai là tôi chia sẻ rất nhiều các kinh nghiệm và nguyên tắc đầu tư được chưa ạ uh, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận với nhau và tôi sẽ tiếp tục trình bày một số những nguyên tắc đầu tư nữa để cho các bạn uh, uh, sẽ xem uh, và học hiểu hơn về các nguyên tắc này vâng À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều à, chúng ta vẫn còn các nguyên tắc đầu tư và các kinh nghiệm nữa